Bây giờ là 4 giờ sáng. Hôm nay mình đi trên đường Cách Mạng 8, thấy một cái bà cụ ngồi bán những cái thứ vật dụng và những cái bánh, ít trái cây. Thì tiến lại ghé hỏi thăm bà. Bà ơi, cho con hỏi thăm bà bán cái này từ mấy giờ vậy bà? Mấy giờ là bà dọn ra bán rồi? Bà xuống đây hả? Dạ. Bà điểm bà xuống đây, bà xuống tới đây 3 giờ. 3 giờ? Ồ. 3 giờ bán đến mấy giờ mới dọn hàng bà nghỉ về bà? Bà bán hết thì bà về sớm. Hết. Bà bán trễ thì bà về 10 giờ rồi về tới trễ. 10 giờ sáng đó bà hả? Dạ. 10 giờ khi 11 giờ vậy sao chứ không có trễ nữa. Dạ. Rồi mấy cái bữa mà trời nó lạnh quá thì sao bà? Con thấy bà ngồi giờ đường rất là lạnh luôn. Bằng 2-3 áo vô. Bằng 2-3 áo. Dạ. Bà nội bán đây, bà nội có 33 tuổi à. Bà nội 33 tuổi. 33 tuổi. Mà bây giờ là bà nội bao nhiêu tuổi bà nội? Bà nội 95 tuổi. 95 tuổi rồi. Trời ơi. Bà 33 tuổi bà nội bán đây dẫn tới 10 giờ. Dạ, bán hơn 60 năm rồi. Chứ bà nội không có thay đổi đâu hết. Dạ. Không thôi. Đi chạy đi chợ này hay chợ kia này kia nọ không. Một điểm duy nhất hả bà hả? Một chợ này thì thôi. Ở dưới chợ trong đây không biết mà. Chợ nào bà nhà? Trong tà trong này nè bà. Chợ ông tà bà hả? Bà quán còn 3 bông bánh này nào vô đó nào bán này nào. Bà bán bánh tét là chủ yếu bà hả? Bà bán bánh tét. Dạ. Đây bà bán bánh tét thì cả nhà ai thích ăn bánh tét. Bánh tét là giống như là ngoài miền Trung á đúng không bà? Dạ. Nậu mà Tết nậu xuống đây hồi dặn hồi lấy bánh mà nậu xong không có đây. À cái này là bánh bà gói hả bà? Bà gói. Bà tự gói luôn, bà nội tự gói luôn. Tự bà nậu nấu gói, bà nội nấu. Bà thích xưng bằng bà nội. À con. Dạ. Có gì vậy? Ba thì có hai cháu nội. Có hai người cháu nội. Một thằng nó đi làm. Dạ. Còn một thằng thì nó đi học. Dạ. Rồi đi học cha nó chết hồi ba, cha có 54 tuổi chết à. 54 tuổi là chết mất. 51 là mất. Rồi bà đi làm bà nuôi cháu hả bà hả? Rồi mẹ nó cũng đi bán rồi. Dạ. cho thằng kia ăn học để nó dốt rồi. Dạ. Rồi bà đóng con không bà? Bà 5 người. 5 người. Hai thằng con trai, ba đứa con gái. Dạ, hai trai ba gái. Mà đừng tụi con gái có chồng, có vợ riêng tư hết rồi. Dạ, có chồng thì riêng hết bà ha. Rồi mấy anh có kêu bà ở nhà không? Rồi, thằng trai thứ năm bà đó ở gần. Dạ. Thằng cháu nội á, cháu nội rồi. Cháu nội nghỉ với nội. Con mà con lãnh lương được, cái con gì con dơ cho nội. Dạ. Nội uống cà phê, nội muốn ăn gì nội mua. Dạ. Nội bán quen rồi, để mà nội đi. Bán quen rồi, thích đi vậy đó ha. Dạ. Nội đi, với chú bán quen người quen xong rồi con. Dạ. Ai cũng quen nội mua cho nội. Để nội nói cho con nghe. Hôm trước bà nội xuống đây nè, nội bán. Rồi lại đây chụp hình cho nội. Dạ. Lại chụp hình á. Nhỏ rồi, để con chụp hình cho nội nha nội. Chụp hình. Rồi đâu mấy cách 3-4 bữa vậy á. Phải đem tờ báo. À lên nào. Báo luôn. Lên báo luôn. Thích á. Lên báo luôn, đem tờ báo lại. Dạ. Nội ngập, ai đem tờ báo nữa. Dạ. Đem mà cho nội. Được hình nội à. Cái trời chết nằm đồ báo ai thằng ai đem lại cho nội. Rồi con biết sao. Về tôi cho cháu nội được coi. Dạ. Nè, nội bán bánh được. Rồi chụp hình nội mà có lên báo nội nhà con. Cái ông coi. Ông coi ông cười quá trời. Ông cười quá trời. Tôi thấy trời ơi. Mà giờ con biết hả? Tờ báo mà bỏ một tủ bà cắt. À cắt luôn kỷ niệm á. Dạ. Để một tủ cắt. Nội để đây đừng nào lấy ở đây nha. Dạ. Bà nội để một tủ, để một tủ cắt tờ báo. Chết. Bà đẹp thằng... ghế này. Cho con mở cái nón lên tí cho nó sáng đó. Đó. Thằng trai thứ năm bà cười quá trời ở nơi trời. Dạ. Nói con thương bà nha con. Bà sống mà đợn á. Thì cái con một tuổi với bà chết hết rồi. Dạ, cùng tuổi bà là giờ mất hết rồi, 95 rồi mà. Mất hết giá sao? Có một mình bà còn sót lại bà sao? Dạ. Có mấy bà kia, cái bà mà tuổi chứ, cái bà mới chết nay 3-4 tháng rồi. Dạ. Bởi vậy thằng con bà, cứ
dài bữa cái nó chạy xuống bà nhớ mẹ đó. Thấy một cái bà nhớ mẹ con ghê vậy, xuống vậy nó vuốt ve ta nó làm một cờ rồi chết rồi nó chờ đó ơi xem đây giờ dạ. Đây còn sót có mình bà nhân bà út còn cười. Mà đứa khi đi vậy nó mới khỏe bà. À, chịu nổi đâu con. Dạ ở nhà không có chịu nổi đâu, mệt lắm. Cho nên là đi xuống xe phía xe vô nhà đầu trước nhà bà. Dạ. Nó đi đồ bà để lên, cánh đồ để lên. Ở xuống tới đây à. Nó để đây cho. Rồi họ chở ra đây cho bà. Dạ. Đồ dọn đồ bán đâu. Dạ. Chứ không có cực khổ. Rồi đi xe ôm thì tốn tiền nhiều không bà nội? Không. Bà đi xe tải một xe ba bốn người vậy đó. À đi chung một đoàn luôn ha. Rồi, dạ. Nấu là nấu không có đi ra ôm đâu. Dạ. Rồi một tháng mình mới trả tiền lần hay sao bà? Chỗ đó hả? Dạ. Xe thằng đó đó hả? Dạ. Có cái nậu xuống rồi trả nó 60. 60. Ừ. Nói chung một lần á bà hả? Xuống lần trả 60. Dạ. Mà người nói sao nè. Cái đó nói sao bà đậu. Không có không lấy tiền nậu đâu, nậu đưa nó không được. À không có lấy tiền luôn. À. Dạ thương quá đó. Không có lấy tiền nậu đâu, nậu đưa nó không được. Lấy tiền nậu đi. Dạ. Đừng nậu đi xe con không lấy tiền rồi, bà nậu không đi à con. À, ơi. Bằng đầu con mà nó lấy 50 nậu. Bây giờ nó lấy xong nậu đây. Cái đi tôi nói chứ. Dạ. À, bà nậu xăng rồi mắc lắm, bà nậu vô con 60 nè. Dạ. Đó, đi chợ xuống đây nè, rồi nào bán. Dễ gì con. Trời, vô nó rinh, nó xách, nó chất lên. Bưng hết cho bà, cho bà bưng luôn nổi bà ha. Bà có bưng không có gì hết á. Dạ. Ờ, nói con thương bà, dù có người cháu nội bà đó, nhưng mà bị khổ. Cái khi bà đi á, bà kêu. Dạ. À, cái hậu khó nuôi nó đặt tên nó là ghẻ rồi biết. Dạ. Ghẻ dậy đóng cửa đi cho nội đi con. Rồi ngồi rồi vô ngủ con. Rồi dậy đóng cửa. Đóng cửa nó rồi vô ngủ. À. Thì em nói con thương bà hả? Bà cưng nó cũng như cục vàng của bà. Dạ. Bà ở những cái đồ này là bà đi đặt người ta lấy đem tới cho bà bán hả bà? Không. Cái cây này bà, khế với đây. Mận rồi này, cau rồi này. Được đấy. Tôi nói bà nghe, con nghe. Dạ. Họ đem tới nhà nội chứ không dạ. Có đi mua. À, đi. Họ đem tới họ nhờ bà bán giùm ha. Đem tới nhà bà nội trả tiền cho. Dạ. Thì, không. Tới nhà chứ em nằm nội không có đi mua đi gì hết. Dạ. Mà họ trời đất ơi. Con nữa hả? Đem lại còn bán cho bà chứ không bán ai hết. Dạ. Bắt chú để... cũng đem lại cho bà. À, để dành cho bà ha. Ờ. Dạ, đây bà bán này cả nhà. À có khế. Khế này là khế ngọt bà ha. Khế chua. À khế chua. Khế chua này mình ăn đồ bà ha. Khế chua này chua chát nè. À có bánh này là bánh bà từ gói luôn cả nhà, bánh tét nhân đậu hả bà? À, nhân đầu này cả nhà, bánh tét bà nói từ bà làm rất là ngon luôn á. Dạ dạ. Rồi cái này mấy đó bánh ít đúng không bà? Dạ, bánh ít nè. Bánh ít nhân dừa bà, nhân dừa nhân đậu. Dạ bánh ít nhân dừa nhân đậu, bánh đó bà gói luôn hả bà? Bà làm hết luôn. Mận chắc ở nhà này, trái nhỏ này là ở nhà chắc luôn nè. Rồi có cau với trầu. Cau củ hả? Dạ. Bà có ăn cau trầu không bà? Không, bà nấu ăn nấu sai cái bà nấu nghỉ luôn bà không à ăn à. Sai ăn bị sai. Dạ đây này cả nhà, bà thì thích kêu bà nội nhá, nhưng mà bà bán ở trước địa chỉ là 903 đường Cách Mạng tháng 8 phường 7 quận Tân Bình, cái cửa hàng đầm thời trang này đây. Đấy. 903 hoặc là 905 cũng được, rồi đối diện mấy cái số này này cả nhà, 926 928 rồi gì đó, thì nếu mọi người muốn tìm rất là dễ, qua khỏi ngã ba ông Tà xíu, qua khỏi đường Phạm Văn Hai với Cách Mạng Tám xíu là thấy bà ngoại ngồi ở đây, bà nội ngồi ở đây. Bà đi cho con hỏi bà tên gì á bà? Nói tên bà nào hả? Bà dạ. Út. Bà Út. Bà Út. À, mọi người cứ gọi là bà Út. Bà Út bánh tét. Bà Út bánh tét. À.
Cái này chắc gói cực các bà ha. Dạ. Rồi đâu rồi bỏ vô nấu rồi là canh dập lửa nào. Dạ. Ba canh luôn hay là mấy người con canh cho bà? Không. Ba canh bà nấu á. À. Vừa ý bà. À. Ba từ nấu nó mới vừa ý của bà. Dạ. Biểu mấy đứa kêu ba hầu trái ba hầu tắt thôi không được. Dạ, nó đủ lửa bà ha. Ừ. À chậm mà bà nấu á. Dạ. Nấu chín rồi đó. Sáng bà ăn một bánh mì vậy đó hả bà? Đây. Ai cho bà ăn một bà nồi vậy? Ăn bánh mì. Dạ. Nếu nào bà chú cũng đang cũng ghé vô đây ở đường. Dạ. Đồng nghiệp lắm. Ghé vô cho nội. Hả? Ở đây ta đã tiền nè. Có tiền đi. Rồi đấy. Chứ mày không có tiền tao không có một dạ. Không, bà đâu cho ghé à. Bữa nào cũng ghé vô cho hết hả? À, ghé vô đây tao nói lấy tiền đi, lấy 5.000 đi. Rồi bữa nào nội xuống rồi ghé vô đây nội. Dạ. Mua cho đi bán. Bà nội mua một con xuống bà nội mua cho nó xuống vô chợ bán được lắm. Dạ. Em mở hàng vậy đó. À, đó. Kêu là dọn củi vô cho bà cố đi. Dạ. Rồi bà cố cho con tiền. Nó dính đem ra rồi sao nó chắc thẳng thôi cho bà cố. Dạ. Con cháu bà. Bà đẹp ghê á. Trời ơi con. Hậu chồng cưới, hậu cưới bà. Bà có 18 tuổi. Cưới hồi đó 18 tuổi ha. À, 18 tuổi. Ông mất lâu rồi hả bà? Ông mất lâu rồi con. Dạ. Ông mất hồi bà nội có 33 tuổi mà. Dạ. Mà 33 tuổi mà con mà còn nuôi 5 đứa con đó con biết thì sao. Bà bỏ cái nón xuống được không bà? Được. Ờ, con coi cái mặt bà trời đó mọi người coi này rất là đẹp luôn. Có 33 tuổi bà nội nuôi 5 người con. Dạ. Hay là trai ba đứa gái có trên trời vậy đó. Bà nuôi 5 đứa con có thiệt con. Ba đứa gái bà nội gả cưới hẳn thôi. Dạ. Hai thằng trai còn cưới vợ đàng hoàng. Vậy bây giờ bà ở với con trai thứ mấy bà? Út luôn hả bà? Út. Dạ. Ờ. Chú Út đó đi làm gì bà? Nói con thương, bà nói ổng nó mất 51 tuổi nó chết ra. À mất đã, rồi. Bà bây giờ bà ở với con dâu với cháu nội. Ở với con dâu với thằng hai cháu nội. Dạ. Tội nghiệp lắm bà con. Cháu lâu lớn mà đi làm, để đi mập. Rồi bây giờ là ở Hóc Môn hả bà hả? Bà điểm. Bà điểm Hóc Môn thì cũng gần An Sương đấy bà ha. Ừ. Dạ. Dạ. Nậu chứ hả? Con họp hậu tới quận á con. Dạ. Dạ. Bà chắc bà là chín mấy tuổi là có tiền nhà nước rồi bà ha? Có nậu. Dạ. Bà nội ngồi mình vậy chắc buồn ha? Buồn. Xe chạy qua chạy lại đây bán bánh. Dạ. Chắc khách quen hả bà? Khách mua bánh. À, khách quen. Con mua một nậu đi con, tội nghiệp lên. Để khách quen mua cho bà. Con mua đây. Chú chạy xe ôm đây hả chú? Dạ. Bánh tét nó bán nhiều đòn rồi bà nội.
15 ngàn thôi, rẻ đó ha. Chị cho bà hết á. Dạ. Nha. Mua giùm nội nha. Thấy nội bán đây. À, cũng thương nội hết trơn. Dạ. Từ hồi nào tới bây giờ thì còn. Dạ. Ai cũng mua tới mua và thương ủng hộ bà nội ha. À. Dạ. Dạ. Yeah. Bà nội, bà nội bỏ cái nón xuống được không? Để con coi cái mặt bà nội cho nó đẹp, quay lên cho nó đẹp đó. Dạ. Đó. Đúng rồi. Rồi mua là sao bà nội? Mấy người đó mua là sao? Bà nội mới nói á. Mua mấy đồng bánh luôn á. Dạ mua bà nội 4 đồng bánh. Dạ. Dạ. 4 đồng bánh mà. Đưa cho cô. Rồi bà nội đi về, bà nội có xài điện thoại không? Hả? Muốn xài điện thoại ha. Ai mà muốn mua ủng hộ bà nội thì cứ ra đây thôi bà nội ha. Cứ 3 giờ sáng là có, đến 9-10 giờ sáng rồi bà. Dạ. Bà mình bán về sáng ra là cửa hàng người ta sao bà nội? Không. Tới chừng ngoài đây hồi sức trễ lắm. Trưa lắm hả? Họ dọn hàng trễ ha. Trễ lắm. 10-11 giờ họ mới dọn hàng rồi bà. À, 10 giờ, 9 giờ. Dạ. À, 9 giờ nội vô chợ rồi. À khi đó là sáng đó là bà vô chợ bà bán. À, còn nội vô chợ mấy người quen, người lấy bánh, 2 bánh rồi nội. À rồi con hiểu rồi. Dạ. Một đòn như vậy bà nội bán bao nhiêu vậy? Đồng bánh thịt này 30, 50, đồng bánh chuối này 30. À, đồng bánh thịt là 50, bánh chuối 30. Bánh bà gói rất là tròn đẹp luôn á cả nhà. Lá chuối hộp nặng thôi rồi nha con. Không phải bà gói lá chuối rộng sộn đâu. Dạ. Mà con nhìn là con biết bà rất là kỳ tính rồi. À. Dạ. Con. Bà cho con hỏi bà này, hồi xưa giờ bà ngồi đây ngồi có mình vậy hả bà hả? Ngồi có mình bán thì thôi. Rồi có mấy cái thành phần xấu rồi nó tới nó làm gì bà không? Không. Không có. Ví dụ mấy thành phần đi qua đi lại đi thôi à. Dạ. Chứ không có dám là bà lấy bà cái bánh ăn hay gì không, không có. À dạ. Tại thấy đôi khi bà cụ ngồi mình giữa đường vậy đó, đêm khuya vậy. Có. Nói nào ngay. Mấy đứa đó, nó thấy bà bán vậy nó cũng thương, nói nào ngay, không có đứa nào dám bá gì nữa nào nghe bánh nào gì. Dạ, vậy thôi cũng mừng. Bà, vậy là ngày nào bà cũng bán hay là có khi bà nghỉ nữa? Không, như nội nói vậy con nghe. Như bữa nay là nội bán. Dạ. Mai nội nhà nội nghỉ gói bánh bốn nội mới xuống được. À vậy là có ngày bán ngày nghỉ hả? À, chứ không phải mà gì mà làm liền đâu nổi con. Dạ dạ. Vậy là ngày bán ngày nghỉ. Ừ. Ở nay về cái chiều mà nội về nội nghỉ chút. Đó là vậy bà sẽ lá nè, bà lau lá sạch hết. Dạ. Sắp bà để đó sạch hơn là đó. Rồi con hiểu rồi. Là có nghĩa hôm nay con gặp bà nội như ngày mai bà nội nghỉ ở nhà rồi nè. Ngày mốt mới ra lại. Dạ. Còn gì bà nắm bữa bà nghỉ chút thôi. Bà dậy bà lau lá, bà xé lá, bà xếp rồi để sẵn đó. Có
sáng mơ bà nội nấu như nấu đậu rồi là cục nếp rồi nè. Bà nội cho con hỏi ví dụ là mà con có ra đây con kiếm không có bà nội mà con muốn tìm về nhà bà nội để mà tìm bà nội thì sao? Tìm bà nội có gì không? À có chứ. Ví dụ á con nói để mai mốt mà lỡ mà mọi người có thương mà có giúp bà nội mà con tìm không có ra bà nội ở đây thì đậu ngầu đây nè. Không, con phải tính đến cái phương án mà lỡ mà đôi khi bà nội mệt bà nội không có ra đây thì sao con biết bà nội đâu mà con tìm? Lên ví dụ con lên Bến Tre ăn sương. Ăn sương đó. Dạ. Con hỏi bà Út Bến Tét đâu là ai cũng biết bà hết ha. Ngày trước Bến Tre ăn sương hay là hai bên bà? Trong Bến Tre ăn sương. Trong đó. Bến Tre người ta biết luôn hả? Mấy bên ai cũng biết nội hết á. Dạ. Mấy thằng đã ôm cũng biết nội hết. Dạ. Lên kiếm. Thì bà gì nó đưa bà gì nữa. Rồi con hiểu rồi, dạ. Con thấy bà rất là kì, hiền hậu á, cái mặt á, dạ, phúc hậu lắm. Bà xuống đó, bà bán à, dạ. Ai cũng biết nội đó. Thôi chứ không phải, bà xảo cái này kia kia nọ, không có kỳ út. Dạ. Xuống đó mấy thằng đờ mà ai cũng, mấy thằng đứa nào cũng biết không? Dạ. Cũng bên tét rồi, nó không biết. Dạ, không? Dạ. Nếu bà thích đi ra ngồi bán vậy cho nó khỏe khoắn bà ha. Nói rõ ra luôn. Bây giờ nó không thương bà mua bán nó quen rồi. Dạ. Không có nghỉ được. Không nghỉ được. Chứ con cháu còn kêu bà nghỉ ở nhà cho nó khỏe. Cái nậu rồi. Chứ năm rồi. Kêu nghỉ rồi. Để đây bán. Tao ở nhà là bệnh rồi. Không được. Dạ. Ở nhà là bệnh đó. Đi quen rồi đó. Ở nhà là đi bán rồi. Dạ. Ba nè, bây giờ con hỏi thăm hồi nãy giờ mất thời gian của bà rồi. Được, bây giờ bây giờ bà bán cho con đòn bánh tét thịt đi ha. À, dạ. Ở ngoài bán lề đường vậy nè cả nhà. Cười hoài á. Đây con gửi tiền cho bà nội. Không. Không phải tiền, không có tiền thôi. Không, con mua rồi con biếu cho bà nội luôn á, bà nội để dành xài. Để dành mua bánh ăn. Thích ăn cái gì mua cái đó. Giờ bà nội nói gì cho nghe ha. Dạ. Nội gửi cho con đòn bánh ha. Dạ. Nội gửi cho mẹ con đòn nha. Không. Bỏ luôn. Mẹ con ở xa lắm. Thôi hai bánh đi. Dạ thôi. Nè nè. Dạ. Giờ bà nội nói con nghe, nội lấy con đòn bánh chuối nha không? Con ăn bánh thịt, ăn bánh thịt được rồi bà nội. Vợ đòn bánh thịt, đòn bánh chuối. Dạ. Ừ, ngon lắm nè. 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 Có đòn bánh chuối không? Thì con nói để bà nội để dành bán đi. Không rồi, con đòn tiền nhiều quá. Bà. Nhiều cái gì đâu mà nhiều. Tội nghiệp bà nội lắm. Dạ. Khi nào mà có dịp con ghé lại con thăm bà nha. Ừ. Dạ. Dạ. Một đòn con ăn hết rồi, bà để dành bà bán đi bà. Có vợ ở đây không? Dạ có. Ừ. Đứa con. Dạ chưa bà ơi. Chưa con. Dạ dạ. Rồi được rồi bà, đứa con. À, con cảm ơn bà. Dạ, rồi con máng xe. Dạ. Đáng lý là để bà dạ, bán thôi. Nậu nói vậy con. Dạ. Mai mốt nậu ngồi đây rồi bán con ngang. Đây giờ có nậu bán rồi ghé vô. Dạ. Nậu rồi. Con rồi ghé thăm thôi là được rồi. Dạ. Nậu ngồi đây nè nha. Dạ. Đây đây. Hôm trước rồi nè. Đây đây chụp hình nậu này kia nọ. Em đăng vô tờ báo đây. Đem tờ báo nó dơ nậu vậy. Bà nậu cho bà nậu. Thích lắm hả? Dạ. Đem về tôi dơ cho thằng trai thấy năm được coi. Có cười quá trời. Rồi thằng cháu nào bán bánh tét mà giờ có chụp hình đăng báo rồi. Báo vô tờ báo. Bà dưới tờ báo bỏ tủ bà cắt. Dạ. Dạ. Vậy thôi con chào bà ha. Chúc bà bán hết hàng sớm để về nha bà. Về nha. Dạ dạ. Ở đâu được nhà đâu.
ở Bình Chánh bà. Dạ. Con về không mà nội cảm ơn con. Rồi dạ, thôi con chào bà. Nội nghiệp bà nội lắm nha con. Dạ dạ. Rồi đây con chào bà bán nha. Con về nha. Dạ.